với sự tham gia của các diễn viên Khương Triều trong vai Cố Thừa Trạch, Đàm Tùng Dận trong vai Lê Yến Thư, Trương Hâm trong vai Cố Cẩn Dân, Dương Nghiên Chi trong vai Hàn Quân Giao, Quý Tiêu Băng trong vai Cao Dương, Bồ Đào trong vai Bà Kiều, Đổng Lạc Phù trong vai Đại Dị, Phùng Ba trong vai Hạ Mộng cùng một số diễn viên khác. Đạo diễn Du Trung Trung, biên kịch Thẩm Thương Mi, Hủ Nhĩ, bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly. Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo cho nên anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi nha. Nhưng mà tôi không uống sai, tôi rất tỉnh táo. Vậy anh cứ coi như bị mũi chích nhẹ một cái, hoặc là bị ông chích một cái. Tóm lại là anh đừng có để bụng hành vi sàm sỡ đó của tôi. Tôi kêu cô xuống đây là muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì vậy? Thật ra cô có ý gì với Cẩn Dân? Có phải cô thật lòng yêu nó không? Nếu là yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Nếu như cô yêu Cẩn Dân thật, tôi sẽ khuyên chủ tịch để hai người ở bên nhau. Nếu như cô không yêu thật thì tôi... Hả? Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô. Nói cái gì chứ? Cẩn Dân, anh xuống đây làm chi vậy? Anh thấy tên David đó chán quá nên mới xuống đây thôi à. Hai người làm sao vậy? Chú đang định nói với cô ấy một không có chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Chú định sẽ theo đuổi cô ấy. Chú đừng có giỡn nữa mà Michael à. Theo đuổi cổ hả? Trước giờ chú không nói giỡn mà. Chú nói nghiêm túc hả? Đó là vậy sao? Cố Cẩn Dân. Yến Thư, em còn bênh vực chú ấy nữa hả? Có chuyện gì từ từ nói. Từ từ nói nữa sao? Từ nhỏ tới lớn anh đều kính trọng chú ấy. Chú ấy không chỉ là bạn của anh mà còn là người thân của anh nữa. Sao chú lại thay đổi bình như vậy? Bình tĩnh lại đi Cố Cẩn Dân. Bình tĩnh hả? Rõ ràng chú đang cướp tình yêu của người khác. Không phải chú ấy đang hỏi em sao? Yến Thư, em hãy nói đi. Nói rằng em không hề thích chú ấy. Yến Thư, em nói đi. Yến Thư à, không lẽ em... Cẩn Dân, hãy nghe chú giải thích. Con không nghe. Chú đúng là ngụy quân tử mà. Nè Cố Cẩn Dân à. Nè, chú đánh con hả? Hai người đừng có đánh nhau nữa được không? Bình tĩnh lại đi. Cố Thừa Trạch, anh dừng tay lại đi. Đừng có đánh nữa mà. Cố Cẩn Dân, Cố Thừa Trạch, hai người còn đánh nhau nữa thì tôi sẽ. Được rồi, đánh đi, đánh nhiều lên đi.
xin chào. Bên ngoài có hai người đánh nhau đó. Đánh nhau hả? Ở ngoài kia kìa, các anh cản họ được, đi. Được, đi. Ê, làm gì vậy? Ai cho phép hai người đánh nhau ở đây vậy? Ra ngoài ngay cho tôi, không là tôi báo cảnh sát đó nghe. Ê, hả? Đó không phải là ông chủ Cố sao? Hả? À, phải ha, đúng là vậy rồi. Vậy giờ làm sao đây? Còn làm sao bây giờ? Người đó chính là ông chủ của tòa nhà này. Người ta thích nằm đâu thì nằm chứ. Đi thôi. Ờ, vậy đi, nhanh lên. Đi. Đây chính là bài nhạc kinh điển của Mozart đó nha. Nếu như mà ông ấy sống lại mà nghe cô nói như vậy chắc chui vô lại quan tài luôn quá. À, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi đi về phòng đọc sách đi. Còn cô, cứ tự nhiên đi. Anh bị thương rồi. Không sao, nhẹ mà. Có cần tôi bôi vết thương cho anh không? Không cần đâu, tôi tự làm được. Vậy tôi vô trước đi. Tôi vô trước nha. Khoan đã. Hay là qua nhà của tôi, tiện thể coi vết thương giùm tôi luôn. Được, đợi tôi một chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Sao cậu lại khóc vậy? Đó là ba mẹ của mình mà. Đâu phải ba mẹ cậu đâu. Sao cậu lại khóc? Nè, đi đâu vậy? Đợi mình với. Mưa rồi kìa, che dù đi, đừng để bị ướt nha. Cảm ơn. Ê nè nè, anh không được nằm như vậy. Ê, anh thấy buồn ngủ quá. Trời ơi, đừng có nằm nữa. Nè, hai đứa làm gì đó? Hai đứa kia đứng lại chưa? Nè. Anh là người thừa kế Thịnh Hồng. Tập đoàn Thịnh Hồng này là của anh. Em muốn bao nhiêu anh có thể cho em hết mà. Bởi vì lấy tiền của bà anh không có gì phải áy náy, còn lấy tiền của anh thì phải giả vờ yêu anh, rất là mệt mỏi. Tốt rồi, vậy chúng ta không nợ gì nhau. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh tưởng là mình đã thể hiện rõ ràng lắm rồi mà. Anh muốn bắt đầu lại với em. Trêu chọc tôi anh vui lắm sao? Anh nói nghiêm túc mà. Chắc là anh bị đứt dây thần kinh nào rồi. Tôi thừa nhận lúc trước chúng ta từng có thời gian bên nhau rất vui vẻ. Nhưng chuyện đó đã qua 7 năm rồi. 7 năm lần đó, 7 năm qua tôi thay đổi thế nào, xảy ra chuyện gì, anh đều không có bên cạnh tôi. Cho nên vốn dĩ tôi không biết chuyện gì hết. Cố Cẩn Dân, chuyện của chúng ta đã không thể nữa rồi. Anh đừng vì tôi mà cãi nhau với gia đình như vậy. Mau quay về nhà đi. Có phải là bà của anh lại gây rắc rối cho em không? Không liên quan tới bà nội anh, mà là quyết định của tôi. Tôi không còn thích anh nữa. Vậy không thể nào. Nếu như em không thích anh, sao lại tới thăm anh? Nếu không thích anh, tại sao lại băng vết thương cho anh? Nè, cho dù là một con chó hay con mèo bị thương đi chăng nữa thì tôi cũng băng vết thương cho nó. Cho nên anh đừng nghĩ nhiều quá. Cho dù em không thích anh nữa, nếu như còn ngày nào em chưa có bạn trai thì anh vẫn còn có cơ hội. Tôi đã có người mình thích rồi. Cố Cẩn Dân. Yến Thư, em còn bênh vực chú ấy sao? Có chuyện gì từ từ nói. Xin mời cô. Chủ tịch Cố, bà tìm tôi sao? Ngồi đi. Tôi vẫn luôn cho rằng nhà họ Cố không có chỗ cho khách tới chứ. Chỗ ngồi của nhà họ Cố cũng còn phải xem người đó là loại khách thế nào. Lần trước cô đã báo tin về Lê Yến Thư, tôi nhất định không quên. Bây giờ Cẩn Dân lại dở trò mất tích. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi tìm được nó. Bà mà còn không tìm được, tôi e là
cũng lực bất tòng tâm. Tôi đã cắt hết các nguồn tài chính của nó. Bây giờ nó chẳng có đồng nào. Cho nên rất có thể nó sẽ đi tìm bạn bè hoặc đồng nghiệp để mượn tiền. Cô cũng từng học chung với nó. Chắc cô cũng biết bạn bè của nó đúng không? Cho nên... Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Vậy chuyện này tôi trông cậy hết vào cô. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ không quên những người làm việc cho tôi đâu. Có tin gì tôi sẽ báo với bà ngay. Vậy chủ tịch, tôi về trước. Được. Chào bà. Alo, cậu có biết Cố Cẩn Dân ở đâu không? Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nha. Anh Cố à? Anh Cố, em gửi anh hóa đơn thanh toán nè. Cái viết đâu, không có viết làm sao mà ký đây. Xin lỗi anh Cố nha. Tiệm chúng ta đã thông báo hủy bỏ việc ký hóa đơn rồi. Bỏ từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết? Tại lâu rồi anh không tới đây đó, vậy cho nên anh không biết. Dạ. Nè. Anh Cố à, tấm thẻ này không có dùng được. Xin lỗi nha, thẻ này cũng không được. Vậy đi, cậu cứ nói với tổng giám đốc Dương, nói là tiền rượu hôm nay, hai ngày nữa tôi sẽ trả. Anh Dương hả? Anh đi công tác rồi, đâu có ở nhà. Anh ta đi công tác thì anh không thể biết gọi điện hay sao hả? Việc này, hay là gọi trực tiếp cho anh ấy luôn đi. Chỉ có chút tiền rượu thôi, mà tôi phải tự gọi cho anh ấy sao? Anh có muốn làm nữa hay không? Anh Cố à, chỉ là có một chút tiền lẻ thôi, không tới nỗi anh phải ghi nợ lại đâu. Cậu nhìn tôi cho kỹ đi, Cố Cẩn Dân này không thể nợ hai ngày được sao? Tiền quá bình thường tôi vẫn cho anh. Tôi đang giá 2 năm tiền lương của anh đó. Anh Cố à, còn dám chế giễu tôi à? Anh Cố, vậy tôi nói thật cho anh biết là chủ tịch Châu cho người tới đặc biệt dặn dò chúng tôi rồi, chứ không phải là chúng tôi muốn làm khó anh đâu. Hay là vậy đi, số tiền rượu này để tôi tính cho, nhưng mà anh đừng có uống nữa có được không? Tôi kêu cậu lấy thì cậu cứ lấy đi. Cứ đi lấy đi. Đủ chưa hả? Dạ đủ rồi. Sao đây? Cả cô cũng tới để cười vào mặt tôi à? Tôi thấy anh đúng là người chỉ biết cắn người khác chứ không hiểu họ. Dạ đủ đây ạ. Ra ngoài đi. Dạ. Uống đi.
Ý, Hàng tiểu thư, cảm ơn cô nha. Anh uống hơi nhiều. Được. Từ từ thôi. Nè, đỡ cậu ấy xuống. Từ từ thôi. Nè, cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn cô. Ê, cẩn thận, từ từ. Cẩn thận. Mẹ à, mẹ coi kế hoạch này có được không? Kế hoạch này cũng được lắm. Cháu nội nhớ bà rồi nè. Cháu ngoan của bà xuống rồi hả? Nào, để bà ôm một chút. Ngoan, nhớ bà nội rồi hả? Bà nội cũng nhớ con. Nhìn đây, gọi bà đi. Ngoan lắm. Trời, ngoan lắm. Cận Dân, con là chỗ dựa duy nhất của bà nội, cũng là hy vọng duy nhất của nhà họ Cố nè. Vì vậy bà tuyệt đối không để con rơi vào tay một người phụ nữ như Lê Yến Thư đâu. Bây giờ con vẫn còn trẻ, đợi con trưởng thành rồi, chín chắn rồi thì con sẽ hiểu được tất cả những gì bà đang làm là muốn tốt cho con thôi. Bây giờ những chuyện tình cảm này chỉ là nhất thời, chỉ có sự nghiệp mới là của riêng con, là chuyện cả đời, cả kiếp. Nè, Cẩn Dân, con đi đâu vậy? Cái thằng này. Alo, tôi nghe. Quỷ rồi sao? À, dạ. Tổng giám đốc nói hôm nay quỷ bỏ buổi giám sát. Hả?
Quỷ tổng sao? Giám đốc quỷ bỏ sao lại rồi quỷ sao? Gì? Thiệt tình. Chào quản lý. Chào cậu cố. Chào cậu cố. Chào cậu cố. Ê, cậu cố, khoan đã. Cố Thừa Trạch đâu rồi? Ờ, hôm nay tổng giám đốc không tới. Mặt của cậu bị sao vậy? Chuyện đó không liên quan tới anh, đừng hỏi nhiều nữa. Dạ. Chú ấy đâu rồi? Đi công tác hay là không dám gặp người khác rồi hả? Tôi cũng không biết nữa. Anh là thư ký của chú ấy mà không biết chú ấy đi đâu. Đúng vậy, nhưng hôm nay thật sự tôi không biết anh ấy đi đâu nữa. Tôi biết nên tìm ai hỏi rồi. Nên tìm ai vậy? Nên tìm ai ta? Mình cũng muốn biết mà. Thì sao? Mà không thích thì sao? Nếu như cô thích Cẩn Dân thì tôi sẽ thuyết phục chủ tịch cho hai người quen nhau. Còn nếu cô không thích thì tôi... Hả? Thì tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô. Em có biết Michael ở đâu không? Tôi đâu có biết. Anh không sao chứ? Em không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Yến Thư, anh cho em biết, đây là chuyện riêng với hai người đàn ông với nhau. Nếu như em còn thiên vị chú ấy, anh sẽ đau lòng tới chết đó, em có biết không? Tôi xin thề với chủ tịch Mao, tôi thật sự không biết tổng giám đốc ở đâu mà. Có lẽ đang ở nhà. Còn không thì... Trời ơi. Thật ra anh cố là bạn cũ thời trung học của tôi thôi. Là bạn cũ cũng khá thân. Mau làm việc đi, không có gì đâu. Vô trong rồi nói. Không cần đâu. Hôm nay con tới đây là để tuyên bố với chú hai việc. Chuyện thứ nhất, con nhất định không bao giờ tha thứ cho chú. Còn chuyện thứ hai, con sẽ tiếp tục theo đuổi Lê Yến Thư. Con chính thức tuyên chiến với chú. Cẩn Dân, anh đang bị thương mà còn chạy đi đâu vậy?
tôi quyết định rồi, chính thức theo đuổi lại Lê Yến Thư. Cái gì? Có phải anh bị gì rồi không? Anh quên bà nói gì rồi hả? Cô đừng nhắc tới bà nội tôi nữa. Đây là cuộc sống của tôi chứ không phải của bà tôi. Tôi muốn theo đuổi người con gái tôi yêu. Không ai có thể ngăn cản được tôi. Alo, cô Cẩn Dân. Cô Cẩn Dân. Lâu lắm rồi tôi không nấu cơm nhà đó. Nhưng mà đừng lo, tay nghề của tôi cũng khá lắm đó nha. Ê nè, ăn thử món cá chân tương này đi. Lấy được cô về nhất định là một việc tốt rất đáng để làm. Trời ơi, tôi cũng đang định theo đuổi cô đó, phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy? Wow, tâm linh tương thông hả? Anh đã ăn tối chưa? Lúc này mà im lặng thì tốt hơn. Sao vậy? Không mời chú vào nhà sao? Chúng ta cần nói chuyện. Chú đúng là một kẻ lừa đảo, phản bội, quỷ quân tử. Con không có gì để nói với chú. Vậy con muốn đánh nhau nữa không? Chú tưởng là con không dám hay sao? Từ nhỏ tới lớn có chuyện gì mà con không dám làm? Có chuyện gì mà con chưa từng thử chứ? Nhưng mà con chưa từng giành bạn gái với chú. Bởi vì chú chưa từng có bạn gái. Chú tự hào về điều đó lắm hả? Đương nhiên là không phải. Nhưng mà chú là giành bạn gái của con. Có phải bạn gái hay không đâu phải cứ tự tuyên bố là được. Chẳng qua Lê Yến Thư là bạn gái trước đây của con mà thôi. Bạn gái trước đây thì sao? Cũng là bạn gái vậy. Sao chú có thể giành bạn gái trước đây của con chứ? Trước giờ con vẫn coi chú là người con tin tưởng nhất. Không ngờ chú lại thọc nhẹ bánh xe đâm sau lưng con. Nếu như người mà Yến Thư yêu là con thì chú sẽ không theo đuổi cổ nữa. Không có nếu như. Chắc chắn mà người cô ấy yêu chính là con. Rốt cuộc là chú yêu cô ấy ở điểm nào vậy? Chú nói đi. Chú cũng không biết nữa. Chú có biết cái gì gọi là yêu không? Trước giờ chú chưa từng yêu, cho nên vốn dĩ chú đâu có biết cái gì gọi là yêu chứ. Bây giờ chú đang ở tuổi trung niên, hóc môn nam của chú thì quá nhiều. Đúng lúc trong nhà là xuất hiện một người phụ nữ, nên chú cho rằng cảm giác đó chính là yêu. Nhưng thật ra không phải là như vậy đâu. Im miệng. Michael, rốt cuộc là chú thích gì ở Lê Yến Thư vậy? Trước đây khi nhắc tới Lê Yến Thư, chú đều tỏ ra rất coi thường. Chú nói cậu chỉ biết nói dối, lại ham danh vọng, sống thì nhếch nhác. Mỗi lần nhắc tới cổ, chú đều tỏ ra rất chán nản mà. Cảm giác này gọi là khi một người nhận ra mùa hè sắp tới thì đã qua giữa hè. Nhận ra mùa thu trước mặt thì đã là cuối thu. Khi mà chú phát hiện ra mình có cảm giác này thì nó đã lún sâu không thể thoát ra được. Michael, trên thế giới này còn rất nhiều phụ nữ khác mà tại sao chú lại không thích?
lại cứ nhất định phải thích Lê Yến Thư vậy chứ? Chú cố ý có phải không? Đúng vậy. Chú cũng không biết là tại sao trên đời có rất nhiều phụ nữ, nhưng tại sao lại thích một mình cô? Hay là như vậy đi, con quen rất nhiều cô gái xinh đẹp lắm, những người đó xinh đẹp hơn Lê Yến Thư rất nhiều, dáng cũng chuẩn hơn cổ nữa. Còn có hình ảnh ở đây, nếu như chú thích thì con gọi cho họ liền. Chú có muốn coi không? Không cần đâu. Bản thân không thích thì đừng ép người khác. Michael, thật ra tính cách hai người không hợp nhau đâu. Chú thấy đó, chú nói chuyện cả ngày trời đều lôi ra là cả đống đạo lý này nọ. Lê Yến Thư làm sao mà thích chú được? Còn chuyện này nữa, chú thì ưa sạch sẽ, thích ép buộc người khác, là người nghiện công việc. Quan trọng nhất là chú không thích người nào nói dối. Michael, chú có biết hai người yêu nhau quan trọng nhất là gì không? Đó là phải biết ngọt ngào với người yêu. Chú biết không? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa chú với Lê Yến Thư, hai người có tam quan khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau, nhân sinh quan càng khác nhau, thế giới quan lại khác nhau, giá trị sống cũng khác nhau nữa, sao có thể bên nhau được? Nhưng mà con thì khác. Nếu nói về đẹp trai, phóng khoáng, giàu có thì không cần bạn nữa. Vậy bạn cái gì? Còn với Yến Thư, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, con rất hiểu sở thích và thói quen của cổ. Và quan trọng nhất là đối với cả hai đứa đều là tình đầu đó. Tình cảm của tụi con có nền rất vững chắc. Michael, con nói chú nghe, chú là người thông minh, chú cảm thấy hai người chúng ta ai là người chiếm ưu thế hơn? Từ nhỏ tới lớn, những việc mà chú muốn làm nhất định sẽ làm được. Được, vậy chúng ta cùng đấu một trận đi. Chúng ta cạnh tranh công bằng, để coi cuối cùng Lê Yến Thư sẽ chọn ai. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến, bắt đầu từ hôm nay. Chú sẽ chính thức theo đuổi Lê Yến Thư. Yến Thư à, chào. Thư ký Cao, thư ký Cao, tới đây ăn bánh kem đi. Hôm nay sinh nhật của ai sao? Đâu có đâu, là trà chiều giám đốc Cố mà trợ lý Lê chúng tôi được hứng ghé thôi. Ồ, nè. Cảm ơn, cảm ơn.
Trợ lý Lê à, cảm ơn cô nha. Quà à, quà ai tặng mà đẹp quá vậy? Liên quan gì tới anh? Quà gì mà cũng tặng, nhìn xấu thấy mụn. Tôi nghe nói gần đây cậu Cố theo đuổi trợ lý Lê, có thật không? Tổng giám đốc. Tổng giám đốc, anh có muốn ăn bánh kem không? Bánh ở đâu vậy? Cậu Cố mời trợ lý Lê đó, anh có ăn không? Không ăn. Tổng giám đốc, anh mới đi mua đồ hả? Trời ơi, tôi cầm chó. Không cần đâu. Anh mua cái gì vậy? Anh muốn mua thì cứ dặn dò tôi là được rồi, đâu cần vất vả tự đi mua chứ, có đúng không? Đừng có nhiều chuyện nữa. Như vậy cũng là nhiều chuyện sao ta? Đó là trách nhiệm của mình mà.准备了幸福甜蜜，这夏天浮现你的脸，而你是否也看见？雨滴落在无尽的试卷，是谁从身后蒙住了我的眼？让我看不见，但却得是有惦念。多少次再问你一遍，有没有终结的谎言？你从不理会我，还是依旧在表演？